Thưa quý vị, chương trình hôm nay đang tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức nóng bỏng nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Và trước tiên là những tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Tin chấn động đêm hôm qua, bất ngờ Mỹ nổi điên dội bom đánh sập giàn khoan siêu to mang nhãn hiệu Hải Nam 789 của Trung Quốc ở Biển Đông, làm cho chính quyền ông Tập Cận Bình mất ăn mất ngủ. Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất từ Bộ Quốc phòng của Mỹ cho biết, vào lúc 23 giờ 45 phút đêm ngày hôm qua, chính quyền Tổng thống Mỹ ông Joe Biden đã phát lệnh cho không quân hải quân của Hoa Kỳ phóng tên lửa và dội bom đánh sập một giàn khoan được cho là lớn nhất của phía Trung Quốc từ trước tới nay ở ngoài Biển Đông. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do phía chính quyền ông Tập Cận Bình gây ra khi mà chính phủ của Trung Quốc đã lợi dụng tình hình các nước trên thế giới đang bận rộn chống dịch COVID-19. Bắc Kinh đã bí mật điều giàn khoan siêu lớn mang nhãn hiệu Hải Nam 789 ra khu vực ở Biển Đông để khai thác dầu khí trái phép. Hành động trên của phía chính quyền ông Tập Cận Bình đã bị Mỹ ngay lập tức phản ứng dữ dội. Hoa Kỳ cho rằng Bắc Kinh đã ủ mưu, xấu xa và hèn hạ vì lợi dụng tình hình các nước trên thế giới đang tập trung cao độ cho công cuộc chống virus corona. Họ đã ngang nhiên đưa giàn khoan siêu to đem ra ngoài Biển Đông để khai thác dầu khí trái phép. Điều này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh cho các nước trong khu vực Đông Nam Á và vùng biển quốc tế. Và trước tình hình khẩn cấp nói trên, Mỹ đã phát lệnh cho Hải quân của Hoa Kỳ xuất kích một máy bay B-52 ném bom vào hai tàu khu trục mang theo tên lửa dẫn đường phóng liên tiếp 6 quả tên lửa có gắn đầu đạn có sức công phá lớn, đánh sập giàn khoan siêu to mang nhãn hiệu Hải Nam 789 của phía Trung Quốc để thách thức chủ quyền của Bắc Kinh. Đồng thời gửi thông điệp cứng rắn tới chính quyền ông Tập Cận Bình rằng Trung Quốc nên ngừng ngay những cái hành động khai thác dầu khí trái phép ở ngoài Biển Đông đi, nếu không Bắc Kinh sẽ trả một cái giá cực đắt. Thưa quý vị, theo tờ báo New York Times của Mỹ, trích dẫn lời một vị chỉ huy hải quân Hoa Kỳ, đô đốc có tên Davison cho biết, chúng tôi được lệnh cắt giảm 1/4 quân số để trở về Mỹ, giúp bang Washington và New York hỗ trợ chính phủ chống dịch COVID-19. COVID Vũ Hán, COVID Tập Cận Bình và COVID Trung Quốc thì nhận được tin mật báo cáo rằng Bắc Kinh đang cho một giàn khoan cỡ lớn mang nhãn hiệu Hải Nam 789 tiến ra ngoài Biển Đông. Tình báo của Mỹ còn cho biết, đi theo bảo vệ giàn khoan trên còn có 7 tàu hộ vệ mang theo tên lửa dẫn đường và 51 tàu dân phòng, 60 tàu dân binh và 180 tàu đánh cá ngụy trang có mang theo vũ khí hạng nặng tiến ra ngoài Biển Đông quanh quần đảo Phú Lâm, nơi Trung Quốc nhận vơ là vùng biển của Bắc Kinh để khai thác dầu khí trái phép, bất chấp luật pháp của quốc tế cũng như Công ước về Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc. Và nhận thấy điều trái ngang trên, chúng tôi đã cho máy bay B-52 và dàn tàu khu trục, tàu tuần duyên đồng loạt dội bom và phóng tên lửa, mục đích là để ngăn chặn sự bành trướng của phía Bắc Kinh ở ngoài Biển Đông. Tuy nhiên, hành động của chúng tôi đã bị chống đối và chống trả một cách quyết liệt từ các tàu đi theo bảo vệ hộ tống giàn khoan trên của phía Trung Quốc. Vị chỉ huy Davison của Mỹ còn nói tiếp, lẽ ra chúng tôi chỉ ngăn chặn không cho phía Trung Quốc đem giàn khoan Hải Nam 789 khai thác trái phép dầu khí Biển Đông vì không muốn gây ra thương vong cũng như là tổn thất về mặt con người và trang thiết bị. Nhưng khi đối đầu nhau, nhóm tàu của phía Trung Quốc đã tỏ ra rất hung dữ. Chúng cứ liên tục lao nhanh với tốc độ chóng mặt để gây hấn, thậm chí có lúc tàu của phía Trung Quốc đã cho phun vòi rồng và bắn đạn thật. Trong số đó, con tàu của Do Thám đã lao vào với tốc độ cực nhanh, chặn đầu định đâm va và ngăn chặn tàu của chúng tôi. Và trước tình hình cam go, một mất một còn như vậy, buộc chúng tôi ra quyết định không vây bắt, không ngăn chặn nữa mà cho dội bom và phóng tên lửa đánh sập luôn giàn khoan của phía Trung Quốc và sau 1 giờ 20 phút tấn công. Giàn khoan được cho là lớn nhất của Trung Quốc cũng là giàn khoan lớn nhất trên thế giới mang tên Hải Nam 789 đã bị quân đội của chúng tôi đánh cho tan nát, theo mô tả của vị đô đốc hải quân Mỹ cho biết. Khi giàn khoan trúng tên lửa và bom của Mỹ, các mảnh vỡ của nó bắn ra tứ tung cả một vùng biển. Các cột khói bốc lên nghi ngút và chỉ mất hơn 1 giờ đồng hồ. Giàn khoan trên phía Trung Quốc đã bị tan nát và khi thấy không thể nào chống đỡ được, nhóm tàu của phía Trung Quốc đã nhanh chóng cho tháo chạy về trú ẩn tại một cảng biển ở đảo Hải Nam. Thưa quý vị, theo tờ báo Tokyo của Nhật Bản cho biết, giàn khoan mang nhãn hiệu Hải Nam 789 của phía Trung Quốc là giàn khoan cỡ lớn nhất nhì của thế giới ở thời điểm hiện tại. Nó là đàn anh của giàn khoan Hải Dương 981, 982 mà phía Bắc Kinh đã nhiều lần mang ra Biển Đông khai thác dầu khí trái phép. Theo các nhà quan sát cho biết, đây không phải là lần đầu tiên phía Trung Quốc đưa giàn khoan nói trên ra Biển Đông để xâm phạm chủ quyền các nước trong khu vực Đông Nam Á. Đây là lần thứ 6 Bắc Kinh muốn khai thác dầu khí trái phép ở ngoài Biển Đông. Các nhà quan sát còn cho biết tiếp, mỗi lần
lần mà chính quyền ông Tập Cận Bình điều dần khoan Hải Dương 981, 982 ra Biển Đông, các nước trong khu vực Đông Nam Á lại cho hải quân của nước mình theo dõi sát sao, đồng thời ra tín hiệu xua đuổi. Tuy nhiên, Trung Quốc dường như có một bộ mặt rất dày khi họ không những không cho rút giàn khoan ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của các nước, mà còn điều thêm tàu chiến tấn công lại hải quân vào các nước như Malaysia, Singapore và Brunei. Chính vì điều đó, các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng như nội cộng đồng trên toàn thế giới luôn nêu cao tinh thần cảnh giác với phía Bắc Kinh. Thưa quý vị, dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ ông Joe Biden, Biển Đông có vẻ dậy sóng hơn các thời Tổng thống Mỹ khác, khi mà Hoa Kỳ luôn có sự quan tâm đặc biệt tới Biển Đông. Bằng chứng là việc hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ liên tục xuất hiện dày đặc ở ngoài Biển Đông để bảo vệ an ninh cho tuyến hàng hải bậc nhất trên thế giới này, đồng thời bảo vệ các nước trong khu vực trong bối cảnh Trung Quốc luôn mang giàn khoan, tàu chiến, tàu khảo sát, tàu khu trục, tàu sân bay đi xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của các nước. Vì thế, vụ việc vào đêm ngày hôm qua, giàn khoan siêu to mang tên Hải Nam 789 của phía Trung Quốc đã nhanh chóng bị Hải quân của Hoa Kỳ đánh sập. Đó cũng là một điều cực kỳ rất dễ hiểu và rất may là Mỹ đã ra tay, nếu không thì an nguy trong khu vực đã bị đe dọa và thế giới đã mất một lượng dầu khổng lồ vào tay của Bắc Kinh. Thưa quý vị, theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam của phía Trung Quốc cho hay thì ngay sau khi biết giàn khoan của mình bị không quân, hải quân Mỹ dội bom và phóng tên lửa đánh sập, người phát ngôn Bộ Ngoại giao của phía Trung Quốc đại diện là ông Cảnh Sảng, tay chân thân tín của ông Tập Cận Bình đã trực tiếp lên tiếng chỉ trích thậm tệ chính phủ của Mỹ khi nói rằng 3/4 diện tích ngoài Biển Đông là của Trung Quốc. Điều đó đã được chính phủ của Bắc Kinh phân định với các nước trên thế giới bằng bản đồ đường lưỡi bò và đề nghị các nước cũng như là Mỹ cần tôn trọng pháp luật của Trung Quốc, đồng thời tôn trọng lãnh hải thuộc phạm vi đường chín đoạn trên. Ông Cảnh Sảng còn mạnh miệng tuyên bố tiếp, giàn khoan của phía Trung Quốc đang cho khai thác dầu khí tại vùng Biển Đông, đó là vùng biển trong phạm vi 12 hải lý thuộc con đường lưỡi bò. Vậy cớ làm sao mà phía Mỹ lại ra gây hấn? Điều đó là không thể nào chấp nhận được, hành vi manh động trên của Hoa Kỳ có thể dẫn tới một cuộc chiến tranh trên Biển Đông và khi đó Hoa Kỳ sẽ phải trả một cái giá cực đắt. Thưa quý vị, tờ báo Trung Quốc còn trích dẫn lời ông Nguyễn Phượng Hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Trung Quốc nói rằng nếu như phía Mỹ không đưa ra những bằng chứng cụ thể chứng minh giàn khoan của Trung Quốc vi phạm vùng biển quốc tế hay vi phạm vùng biển của các nước nào đó trong khu vực thì Hoa Kỳ sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Bắc Kinh sẽ không bao giờ bỏ qua việc làm trên của Mỹ và họ sẽ phải bồi thường cho Trung Quốc, nếu không Trung Quốc sẽ điều quân đội san phẳng hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ ở ngoài Biển Đông. Vâng, thưa quý vị, đó là lời phát biểu mạnh bạo của người đứng đầu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Nguyễn Phượng Hòa. Còn theo các nhà nghiên cứu về Biển Đông cho biết, Bắc Kinh trong những năm vừa qua đã bị thiếu nguồn cung dầu khí một cách trầm trọng từ các nước ở Trung Đông bởi vì các nước này đang bị cấm vận từ phía Hoa Kỳ. Do đó mà đất nước gần 1,5 tỷ dân này đang khao khát dầu khí và dầu mỏ. Chính vì điều đó mà bất chấp dịch COVID-19 đang lây lan nghiêm trọng, chính phủ của ông Tập Cận Bình vẫn cho giàn khoan siêu to ra ngoài Biển Đông để khai thác dầu khí trái phép, bất chấp luật pháp quốc tế cũng như là luật pháp của các nước trong khu vực Đông Nam Á. Một số ý kiến cho rằng giá dầu trên thế giới đang giảm mạnh. Theo một thống kê mới nhất vào chiều ngày hôm qua cho biết, thì giá dầu trên thế giới đang ở mức 20 đô trên một thùng và đây là một trong những mức giá thấp nhất trong vòng 16 năm qua. Các chuyên gia cho biết giá dầu còn tiếp tục giảm trong những ngày tới xuống dưới 20 đô trên một thùng, bởi vì dịch bệnh COVID-19 đang làm ảnh hưởng đến sự giao thương. Tuy nhiên, phía Trung Quốc được đánh giá là một nước tham vọng nhất trên thế giới khi liên tục muốn sở hữu một lượng dầu phi pháp ở ngoài Biển Đông, bất chấp dịch COVID-19 và đó chính là lý do vì sao Biển Đông đang rất dậy sóng. Thưa quý vị và các bạn, mới đây thì Mỹ tuyên bố duy trì hoạt động ở Biển Đông, bảo đảm thịnh vượng cho tất cả. Chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ khẳng định chính các hoạt động của Trung Quốc buộc Mỹ phải tiếp tục duy trì các hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông. Phát biểu tại diễn đàn an ninh Aspen ở Colorado hôm 19 tháng 8, Đô đốc Hải quân John Aquilino, tư lệnh Indo-Pacom cho biết, lực lượng này đặc biệt quan ngại khi chứng kiến các hành động chứ không phải những tuyên bố của Bắc Kinh trong hàng loạt vấn đề. Trang tin chính thức của Bộ Quốc phòng Mỹ trích dẫn lời của ông Aquilino nói, chúng tôi quan ngại rằng các yêu sách chủ quyền phi pháp ở Trung Quốc đối với toàn bộ Biển Đông đang tác động trực tiếp và tiêu cực đến tất cả các nước trong khu vực, từ sinh kế của họ, dù đó là đánh bắt cá hay tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Đó là những điều khiến tôi tin rằng việc thực thi biện pháp răn đe tổng hợp của chúng ta phải diễn ra ngay bây giờ và với nhu cầu cấp bách. Theo ông Aquilino, hiện có nhiều quốc gia giáp Biển Đông và thêm nhiều quốc gia khác phụ thuộc vào vùng biển này để giao thương với khu vực. Sự thịnh vượng của tất cả phụ thuộc vào việc tiếp tục tự do tiếp cận vùng biển đó, trong khi các yêu sách trái phép của Trung Quốc đang đe dọa họ.
Tư lệnh Indo-Pacom nhấn mạnh gần 1/3 lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng và 1/4 thương mại toàn cầu có được là thông qua Biển Đông. Các quốc gia giáp biển cũng dựa vào nó để khai thác các nguồn tài nguyên, chẳng hạn như đánh bắt cá. Ông Aquilino cho hay, Mỹ một phần thông qua Indo-Pacom đang bắt tay cùng các đồng minh và các đối tác trong khu vực để giảm những căng thẳng tại đây. Theo quan chức này, cho đến nay, Mỹ đã hoạt động ở Thái Bình Dương hơn 80 năm và sẽ tiếp tục làm việc đó, kể cả nhằm duy trì các trật tự dựa trên những quy tắc thống nhất quốc tế mà nước này và mọi quốc gia Thái Bình Dương tuân thủ để đảm bảo hòa bình, ổn định và sự thịnh vượng. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại!